trường có ba cái luôn á. Ba đang tập Bella đi giày này, gọi là giày gì ba? Giày trượt bate đấy nhỉ? Giày trượt bate. Ok, trượt cho mẹ coi. Có cái bánh xe dưới con phải trượt đi chứ. Mình sợ Bella tập cho Bella đi quen đi hả? Sợ chưa? Ai chưa về anh nhớ sợ ho hạt cái gì đó không? Cái chân con mưu được đó. Đó là trơn đó. Chứ đi này cẩn thận nha, té té bể đít đó nha. Xém té thấy chưa? Cẩn thận nha con, dễ té lắm nha con. Dễ thương. Con tự đi thử coi, để đi buông tay ra cho con tự đi coi. No. No, con sợ hả? Đang thẳng giờ đi cho nó đẹp gái kia, những khung người. Cái xe đâu nó hả? Chứ chứ vậy. Yeah, you will know how to do it. Con sẽ biết làm, mai mốt con sẽ biết làm, bây giờ chưa biết làm. Con biết làm đi, ba mẹ dắt con đi ra tiếp đi. Con biết làm bằng 3 cái nhưng con không biết làm bằng 3. Biết làm là đi ra tiếp đi được á. Mẹ con không biết làm bằng 1 cái. Đây là phong cách thời trang hôm nay là phong cách mèo con đúng không? Ai xe